Đây, anh em đang xử lý cái lỗi bơm xả tại nhà khách ở SS Interior 36 Hoàng Cầu. Máy giặt để tại ban công. Phần lớn nguyên nhân là do lâu ngày không sửa vệ sinh cái ngăn xả cặn, chứa rất nhiều nước bẩn. Vì thế nó ảnh hưởng đến cả độ bồn, độ ồn, và đến cuối giai đoạn khi đoạn xả thì nó không xả được nước ra, khiến nó báo e máy. Đấy, các bạn thấy nó có khá nhiều nước. Sau mỗi mẻ giặt thì ở phía trong lồng giặt nó có một cái chôn, nó sẽ chứa nước cặn. Tôi tin chắc khi mở ra tí nữa sẽ có cả tóc, rồi sơ vải vụn, rồi hạt hướng dương, có khi có cả giấy lộn. Đây là tôi xả nước trước. Sau khi xả hết nước thì cô nào tôi mới vặn cái bơm này ra để xem bên trong nó bẩn như thế nào. Đây là tại nhà khách ở tòa nhà 36 Hoàng Cầu. Đây là vặn ra. Các bạn lâu ngày khoảng vài tháng một lần nên xả nước cặn và vặn ra để vệ sinh, giúp tăng độ bền của máy, giảm độ ồn và hiệu quả giặt giũ được tăng lên. Bởi vì khi cặn bám bẩn vào thì bản thân cái máy giặt nó cũng bị bẩn rồi, thì đương nhiên khi giặt thì hiệu quả giặt sạch nó cũng bị giảm đi. Các bạn thấy chưa? Chưa cần vặn ra là thấy những cái cặn bẩn của tôi khá nhiều rồi đấy ạ. Đó. Đó, đây nó đang bị vướng rất nhiều cặn bẩn, nó không ra. Nhiều quá, nó còn tịt cả vào. Rút nó không ra. Khả năng lại còn có cả thanh kim loại ở trong. Nhẫn vàng này. Các bạn có biết là kim loại nó đi từ đâu ra không? Rồi có những trường hợp mà vặn ra nó có cái thanh kim loại cong cong mà không biết là đâu ra mà nó lại mắc vào trong cái máy giặt được, thế mới giỏi. Đôi khi còn cả dây chuyền, nhẫn. Cả lắm, nhiều thứ lắm, nhiều cái không đoán được. Đó, kiểu gì cũng có một cái thanh gì đấy cứng nó mắc rồi, kim loại. Trời ơi, nó mới khó rút ra đến như thế này. Chứ nếu mà chỉ có cặn bẩn không thì nó dễ. Rồi. Những cái trường hợp mà mắc như thế này rất dễ là dính một cái thanh kim loại. Kỳ công phết. Rồi. Các bạn thấy không? Em xem có cái thanh gì cứng không? Cái gì đấy? Cái này là kẹp tóc. Đây chưa? Kẹp tóc là một. Hai cái kẹp tóc. Ba cái kẹp tóc. 4 cái kẹp tóc. Đấy, rất nhiều như vậy. Ôi, cả đồng xu nữa này. Nhà này chắc hay đi nước ngoài sao dùng tiền xu ghê thế. Dùng của nước nào đây? 1 sen. Để biết 1 sen Euro. Đây. Rồi. Ở trong kia vẫn còn kìa em cả. Tiền giấy. Đấy, ui. Ôi. Ôi, rách cả tiền 10.000 à. Tiền polymer. Đấy, các bạn thấy chưa? Tiền polymer. Rất nhiều cặn bẩn. Ui xô. Chả hiểu cái gì vậy? Cái đấy là cái bao bì gì đó, nó lâu ngày nó mùn. Chắc để quên trong túi áo. Quên trong túi áo. Thư gửi người yêu chẳng hạn. Chọc sim. Ôi, có cả cái chọc sim này. Cái chọc sim của iPhone này, hai cái chọc sim. Đấy. Thành tích thành quả. Sau khi làm sạch vệ sinh cái này xong thì các bạn bật rửa một mẻ không tải, nhớ đổ một nửa chai giấm ăn vào hoặc là một bát nước chanh vắt. Nếu máy giặt có tính năng rửa diệt khuẩn thì các bạn giặt diệt khuẩn thì các bạn chọn chế độ giặt diệt khuẩn, còn nếu không chọn chế độ giặt nước nóng không tải, nó sẽ xúc rửa từ trong ra ngoài. Đây tôi mang cái này ra vệ sinh của tôi, lắp lại tôi tạm dừng video ở đây ạ.